Cơ chế rap ở Red Dragon Theodosor thì tương đối là vẫn như cũ, không có gì thay đổi cả, ngoại trừ những cái đốt rồng nó được tách ra, còn phiên bản cũ là nó không có tách, và cái phần đuôi này nó có một sự khác biệt so với phiên bản cũ, chúng ta chỉ tách ra như vậy thôi và phần này xếp vào. Cái chỗ này nó hoàn toàn không có cái chấu gì cả, cho nên chúng ta đụng là nó sẽ dễ rớt ra rất là nhiều. Và điểm thứ ba đó chính là cái phần kết nối giữa cái chấu ráp và cái chân của con rồng. Ở phiên bản 93 thì ở đây nó sẽ có một cái chi tiết, nó sẽ có một cái cây thanh kim loại nó đâm xuyên qua để nó giữ lại, nhưng ở cái bản này thì không có, cho nên trong quá trình ráp nó sẽ rất là dễ rơi ra. Đây, cái phần cánh của Faber Thunderjaw này rất là lỏng lẻo và dễ rớt ra. Ở phiên bản cũ thì nó là một thanh kim loại xuyên qua để giữ cái cánh, nhưng mà ở phiên bản mới thì nó chỉ là một cái chốt nhỏ nhỏ này thôi, như các bạn thấy. Và cả ở đây nữa, nó rất là dễ rớt ra. Còn sự khác biệt của Lion Thunderjaw là cái phần nón này, chúng ta sẽ có thêm một cái chốt, như các bạn thấy. Đây, cái chốt này là để kết nối với cái phần thân, và cái nón của nó có thể mở cái mặt nạ lên được. Bên cạnh đó thì hai cái phần tai này nó sẽ hoàn toàn độc lập với nhau, không có kết nối như cái phần cũ, mà nó độc lập với nhau và nó kết nối với cái phần thân. Bên cạnh đó nó sẽ có cái chốt Jaw Builder, như các bạn thấy đây, để kết nối với lại Tiger, White Tiger Jaw. Và sự đổi mới của Riffin Thunderjaw và Unicorn Thunderjaw đó chính là hoàn toàn mất đi cái hai cái bánh xe ở dưới này, cho nên nó không còn chạy được nữa. Và bên cạnh đó nó có thêm hai cái chốt Jaw Builder. Hai cái chốt này là để ráp với White Tiger Jaw. Bên cạnh đó thì cái phần giáp này có thể tháo rời ra được luôn. Đó, chúng ta tháo ra để kết nối với White Tiger Jaw đó các bạn. Cách ráp khá là tệ hại. Về chi tiết kim loại ở trên Red Dragon thì nó tập trung ở phần thân người này là bằng kim loại, còn hai cái phần đầu và đuôi hoàn toàn bằng nhựa. Chi tiết kim loại ở trên Firebird Thunderjaw là cái phần cổ của nó, không giống như dự đoán lúc đầu của tôi là cái phần đầu của nó là bằng kim loại. Chi tiết kim loại của Unicorn Thunderjaw là cái phần phần này nè các bạn, phần tròn này và một cái phần mảnh nhỏ, cái chi tiết này nó bằng kim loại. Để dễ phát hiện nó bằng kim loại hay bằng nhựa, các bạn cứ để nó ở trong phòng lạnh và các bạn sờ vào thấy mát lạnh, biết đó là chi tiết kim loại. Tương tự như Unicorn Thunderjaw thì Riffin Thunderjaw có chi tiết kim loại là cái phần tròn này và cái phần chi tiết bên trong đó các bạn thấy. Ưu điểm: chi tiết được sơn hoàn toàn, không dán đề can như phiên bản 93. Red Dragon có từng đốt nhìn mềm mại hơn phiên bản 93 rất nhiều. Có thể tạo vài tư thế action cho Legacy Thunder Megazord. Có chi tiết kim loại. Thunder Megazord cho đến vũ khí, Bandai Mỹ đã cố gắng mô phỏng cho giống phim nhất, dù rằng không giống 100%. Đầu của Red Dragon mô hình dạng chiến binh, có thể xoay được. Khuyết điểm: do Red Dragon có nhiều đốt, nhưng khớp đốt lại khá là tệ, nên khi ở dạng hợp thể, Thunder Megazord khá là lỏng lẻo ở phần chân. Có đổi mới một số cách ráp như phần đầu rồng, phần đuôi rồng, phần giáp mũ, phần giáp tay, nhưng đa phần là khiến cho cách ráp trở nên phức tạp hơn. Một lần nữa, chi tiết diecast được Bandai Mỹ phân bố một cách không hợp lý, nhất là phần giáp tay quá nặng, trong khi phần chân khá lỏng lẻo dẫn đến tình trạng đứng không vững khi nâng hai tay lên. Cánh của Firebird Thunderjaw khá là lỏng lẻo, rất dễ rơi rớt. Lỗ ốc còn lộ quá nhiều, nếu biết giấu đi bằng các nút nhựa thì trông sẽ ok hơn. Nhìn chung thì mẫu Legacy Thunder Megazord này đã có những cải tiến rất là đáng khen, nhưng bên cạnh đó vẫn còn nhiều thứ rất là tệ, rất đáng chê trách. Với cái giá 200 đô Bandai Mỹ đưa ra, chúng ta hoàn toàn có thể đòi hỏi một sản phẩm hoàn hảo hơn thế. Giá nó tầm 100
cho đến 120 đô là hợp lý. Ban Nam Mỹ lần này ăn quá dày rồi. Cảm ơn các bạn đã xem clip. Xin chào và hẹn gặp lại.